Trong cái cuộc sống này không có chuyện gì là không thể. Ghét nhất đứa nào nói mình mập. Trời coi kỳ cục vậy nè, thằng nào chơi kỳ với bay. Thôi tao không biết gì đâu nha, tụi bay xử trí đi. Đúng là không có chuyện gì không thể thiệt, làm bể mẹ cái thao của người ta rồi, còn mất nết. Cũng biết cái món này là món gì không luôn? Bánh bao. Chính xác luôn, cái món này ngon dữ lắm. Nhưng mà tiếc quá, còn có con cái à. Tôi ăn cho. Sao được, mày ăn lẽ tao nhịn. Chứ không lẽ ông để tôi nhịn không hả? Cho hửi nó thôi, hửi thôi cũng được. Thôi con đừng có hửi, cái này hửi bực lắm. Sao bực, hửi cái gì đâu bực. Hửi mà không được ăn nó bực dữ lắm. Chị ông nhét nó vô cái miệng tôi đi. Thôi cái miệng của mày rít lắm, nhét vô không được đâu. Có bôi trơn mà. Không thấy cái miệng tôi nó rộng rộng luôn hả? Nhét vô dễ mà, nhét đi. Thôi, con nhìn với con hửi được rồi, nhét làm chi. Bây giờ có chịu cho miếng nào không? Ngon á, không cũng trơn tru lắm chứ bộ. Miếng đi. Lu, con biết chuyện gì không? Hôm nay ba mới thấy cái mặt của con nó càng ngày nó càng ngu. Nếu như con muốn hết ngu thì dứt khoát là con phải đi tu. Nhưng phải lựa thời điểm thích hợp, là đi tu vào mùa thu. Và muốn biết địa điểm thích hợp để đi tu thì con phải đi chu du. Chu du mới biết địa điểm thích hợp để đi tu. Nhưng do con vẫn còn cờ u, mà cái cờ u của con á thì nằm trên cái mờ u, cho nên là ba nghĩ con khoan hãy đi tu. Kế bên nhà hàng xóm á có một con lân u nu. Thì con hãy nhét cái con cờ u nằm trên cái mu vô cái mờ u của con lân u nu. Rồi con hãy đi tu, hiểu không? Tôi hiểu cái gì, tôi chết liền á. Từ nãy giờ ông nói cái quần què gì á hả? Nói bậy bạ không à. Ông mà nói nữa tôi táp một cái xích cái cờ u ông bây giờ. Ê trời ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Có ai giải thích giùm coi.